Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 2 ngày, ngày 28 và ngày 29 tháng 12 năm 2014 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc trong 2 ngày đã xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 47 người, bị thương 73 người. Trong đó có 34 vụ va chạm, làm bị thương 24 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 16.256 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, sau vụ sập dàn giáo của công trình thi công dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định đình chỉ hàng loạt tổ chức cá nhân có liên quan vì không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra những sự cố đáng tiếc này. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt. Nguyên nhân là do ông Bảo là người trực tiếp theo dõi và giám sát thi công, nhưng để xảy ra sự cố sập dàn giáo. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng ra quyết định đình chỉ hàng loạt đơn vị, cá nhân khác có liên quan như tổng thầu, nhà thầu phụ, đơn vị tư vấn giám sát. Tổng thầu EPC phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi chi phí do sự cố gây ra. Bộ Giao thông Vận tải cũng phê bình cảnh cáo tư vấn giám sát trưởng, đình chỉ vô thời hạn đối với tư vấn giám sát phụ trách nhà ga bến xe Hà Đông. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đình chỉ toàn bộ công tác thi công với nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Đầu tư Xây dựng, không cho tham gia thi công bất kỳ hạng mục nào khác của dự án. Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua, 28 tháng 12, trên đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, đoạn đối diện với bến xe Hà Đông cũ, dàn giáo của công trình thi công dự án Cát Linh - Hà Đông đã bất ngờ đổ sập xuống đường, rơi trúng một chiếc xe taxi. Vụ tai nạn khiến một người bị thương và chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng. Trong năm 2014, xăng dầu đã qua 15 lần giảm giá và đạt mức thấp kỷ lục. Để tạo sự phù hợp giữa giá xăng dầu và giá cước vận tải, Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã kiến nghị các hội viên điều chỉnh giá cước trước ngày 15 tháng 1 năm 2015. Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn cần sớm điều chỉnh giảm giá cước. Hiệp hội Vận tải Hà Nội kiến nghị các hội viên cần cân đối các yếu tố cấu thành để điều chỉnh giá cước, thực hiện nhanh các thủ tục hành chính cần thiết để hoàn thành giảm giá trước ngày 15 tháng 1 năm 2015. Đơn vị này cũng đề nghị các đơn vị không tăng giá trong những ngày nghỉ Tết dương lịch. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải giảm giá cước cho phù hợp so với lần đăng ký kê khai gần nhất nhằm thực hiện bình ổn giá, kiểm soát lạm phát khi xăng dầu liên tục giảm giá trong thời gian vừa qua. Giá xăng dầu chiếm từ 40 đến 50% giá cước vận tải. Do đó, xăng dầu giảm giá tất yếu giá cước vận tải cũng phải giảm. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan chức năng chưa có quy định rõ ràng về sự phù hợp của giá xăng dầu và giá dịch vụ vận tải, nên nhiều doanh nghiệp vẫn chây ỳ chậm trễ, thậm chí là làm ngơ với giá nguyên liệu. Một thông tin vui cho những hành khách thường xuyên di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm. Đại diện cảng tàu khách Vũng Tàu cho biết, sau khi tuyến vận tải này hoạt động trở lại, bắt đầu từ ngày hôm nay, giá vé từ Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại sẽ giảm 50.000 đồng trên một vé. Từ sáng nay, giá vé tàu cánh ngầm từ Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại giảm 50.000 đồng cho một vé, từ mức 250.000 đồng xuống còn 200.000 đồng một vé. Nguyên nhân là do giá xăng dầu giảm mạnh trong những ngày vừa qua. Trước đó, trong tuần đầu, tàu cánh ngầm hoạt động trở lại từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 12. Các hãng tàu đã thực hiện chính sách giảm một nửa giá vé hành khách, tức chỉ còn 125.000 đồng cho một vé. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, số chuyến tàu cánh ngầm sẽ tăng lên. Cụ thể, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, mỗi ngày có 4 chuyến chiều đi và 3 chuyến chiều về. Trước đó, sau khi được phép hoạt động trở lại, tàu cánh ngầm chỉ chạy 2 chuyến một ngày mỗi chiều. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm 50% tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, nó cũng có thể tăng thêm khoảng 40% khả năng lưu thông của các phương tiện. Đó chính là lời khẳng định của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT khi nói về hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giao thông vận tải. Hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu, dẫn đến xuất hiện những điểm đen tai nạn. Ngoài ra, yếu tố áp lực của lái xe như chạy đêm, đảm bảo doanh thu cũng dễ dẫn đến tiêu cực, làm phát sinh tai nạn. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp giảm thiểu những nguyên nhân này. Việc lắp đặt hệ thống camera sẽ giúp giám sát người tham gia giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Công nghệ thông tin cũng giúp hiện đại hóa các biển báo,
từ đó giảm điểm đen tai nạn. Cuối cùng là vấn đề lái xe qua đêm. Thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt sẽ giúp giám sát hành trình, thời gian chạy xe, từ đó giảm thiểu tai nạn. Trong thời gian tới, tập đoàn FPT sẽ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giao thông. Tiếp theo chương trình sẽ là một số những tin vắn giao thông đáng chú ý. Sau sự cố sập giàn giáo tại công trình thi công dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông như sau. Các phương tiện từ ngã tư Sở đi cầu Tráng Hà Đông sẽ đi theo hướng Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, Vạn Phúc, Chu Văn An. Xe buýt xe máy khi đến ngã ba Trần Phú Hà Đông Mỗ Lao rẽ phải theo đường 36M Mỗ Lao ra đường Thanh Bình. Cấm ô tô từ Phùng Hưng Trần Phú Hà Đông đi đường Thanh Bình trong giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Các phương tiện từ cầu Tráng Hà Đông đi ngã tư Sở theo các hướng Chu Văn An, Vạn Phúc, Tố Hữu hoặc Phùng Hưng Hà Đông, cầu Biêu, cầu Táo, Kim Giang. Đối với xe buýt xe máy đi theo hướng Phùng Hưng, đường 19 tháng 5, đường khu đô thị Văn Quán, Nguyễn Khuyến, Trần Phú, Nguyễn Trãi. Cấm ô tô từ khu đô thị Văn Quán ra đường Phùng Hưng Hà Đông theo đường 19 tháng 5 trong giờ cao điểm. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, cùng công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 qua Phú Yên bị ảnh hưởng. Hiện khối lượng thực hiện dự án tại Phú Yên chỉ đạt khoảng 31%, thấp hơn 10% so với các đoạn khác trên cả nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải, với tiến độ này, lẽ ra phải cắt 5-7 nhà thầu, nhưng chưa thấy nhà thầu nào bị xử lý. Lý giải cho sự chậm trễ, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, Phú Yên có số hộ dân giải phóng mặt bằng thuộc loại nhiều nhất cả nước, với tổng số hơn 4.700 hộ bị ảnh hưởng. Hiện nay, vẫn còn tình trạng người dân cản trở không cho thi công vì chưa chấp thuận phương án đền bù. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nửa tháng nữa, các nhà thầu chưa hoàn chỉnh hồ sơ sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt sẽ xử lý nặng các nhà thầu nếu không đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong cao điểm lễ Tết. Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2015, trung tâm sẽ tăng hơn 1.300 chuyến trên 15 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe, khu vui chơi như Bến Thành, Đầm Sen, Bến xe An Sương, Suối Tiên, Đèo Quốc gia, Bến Thành, khu du lịch Đại Nam, Bến Thành, Mộc Bài, Bến xe Chợ Lớn, ngã ba Tân Vạn, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương. Ngoài ra, các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng khách tăng đột biến sẽ được điều động ngay phương tiện để giải tỏa, phục vụ khách. Đồng thời, giảm chuyến và tạm ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong thời gian nghỉ Tết. Từ ngày 5 tháng 1 năm 2015, các tuyến xe buýt sẽ hoạt động trở lại bình thường. Ga Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2015, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, nhà ga còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Cụ thể, ngày 31 tháng 12 năm 2014, chạy thêm các tàu SN4, SN6, SQN4 đi từ Sài Gòn đến Nha Trang và Quy Nhơn. Các ngày mùng 1, 2 và 4 tháng 1 năm 2015, chạy thêm tàu SPT4 từ Sài Gòn đi Phan Thiết, chạy thêm các tàu SN3, SN5 từ Nha Trang đi Sài Gòn và SQN3 từ Quy Nhơn đi Sài Gòn vào ngày 3 tháng 1 năm 2015. Chạy thêm tàu SPT3 từ Phan Thiết đi Sài Gòn vào ngày 1, 3 và 4 tháng 1 năm 2015. Chạy thêm tàu SN3 từ Nha Trang đi Sài Gòn vào ngày 4 tháng 1 năm 2015. Như thường lệ, sau đây sẽ là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có chỉ đạo không tiếp nhận phương tiện vận chuyển vật liệu quá tải trong các công trình, dự án giao thông đang triển khai thi công. Nhưng mới đây qua kiểm tra đột xuất tại dự án nâng cấp đường Pháp Vân Cầu Rẽ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn bắt được quả tang phương tiện quá khổ chở vật tải. Đáng chú ý, các lái xe vi phạm đã bất hợp tác với lực lượng xử phạt, đóng cửa phương tiện và bỏ đi. Ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14. Đây là chiếc xe quá tải của doanh nghiệp vận tải Trang Khởi Linh bị bắt quả tang chở quá tải trong khu vực thi công dự án đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Kiểm tra phiếu cân, phát hiện xe chở vượt quá 100% tải trọng cho phép. Đáng nói, đây là lần thứ hai lực lượng thanh tra Cục Quản lý Đường bộ 1 phát hiện lập biên bản chiếc xe này chở quá tải chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Cùng thời điểm, tiến hành kiểm tra chiếc xe tải mang biển kiểm soát 30N8934 cũng của doanh nghiệp Trang Khởi Linh, ngoài chở quá tải, lực lượng chức năng còn phát hiện phương tiện đã cơi nới thành thùng, cao quá 0,4 mét so với quy định trong số đăng kiểm. Trong cả hai trường hợp, các lái xe đều bất hợp tác với lực lượng xử phạt, khóa cửa phương tiện và rời khỏi hiện trường. Thực ra là bên nhà thầu cũng kiên quyết là không nhận vào công trình. Đấy, và họ đã tự ý, mặc dù nhà thầu cũng đã gọi trực tiếp cho chủ doanh nghiệp, nhưng mà họ vận chuyển họ chưa lên, thì về phía nhà thầu trước hết cũng nhận lỗi. Ban quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án thì thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên trong công trường xuất hiện xe chở quá khổ quá tải. Là yêu cầu tư vấn sát là thường xuyên nhắc nhở và cũng đã lập biên bản gửi bên các nhà thầu thi công là yêu cầu đảm bảo nghiêm túc, không vượt tải trọng và cũng đã yêu cầu các nhà thầu là tăng cường xe để đảm bảo được cái khối lượng cũng như là tiến độ do bộ yêu cầu. Một vài đối tượng tức là vẫn còn có cái việc là lợi dụng cái việc sơ hở là trong cái giờ trưa rồi giờ tối mưa rồi cái việc giờ tối thì là đi, nhưng mà quan điểm của chúng tôi đây là chúng tôi sẽ tuyệt đối tôi không nhận. Ông Hiếu cũng cho rằng thời gian qua thực tế cũng đã siết chặt hoạt động kiểm soát tải trọng xe khi lưu thông vào công trường này, vậy nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn bất chấp, phớt lờ quy định. Để đạt được tiến độ thì chúng tôi sẽ tăng cường cái lượng xe lên và tuyệt đối nghiêm túc những cái việc đấy. Tôi khẳng định một câu là đến 30 tháng 4 không có hiện tượng này xảy ra ở trên cái tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ. Dự án nâng cấp tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, nằm ở khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô và có mật độ phương tiện lưu thông khá lớn, lên tới 30.000 đến 40.000 lượt phương tiện một ngày đêm. Sự xuất hiện của xe quá tải trên tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác đang cho thấy rõ những lỗ hổng trong công tác giám sát xe quá tải tại dự án không chỉ gây ảnh hưởng chất lượng công trình mà còn có thể làm gia tăng tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bản tin giao thông an toàn ngày 29 tháng 12 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.